Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Thắng Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Lock Root. Định là đi luyện chát quỷ voi để chơi cho anh em xem. Nhưng mà thấy có cái vụ săn boss cá mập cũng khá là vui vui, nên là quay clip cho anh em xem trước. Mình thì săn cũng được một hai con rồi. Khi mà tiêu diệt thì sẽ nhận được một số cái vật phẩm từ cái con cá mập dùng để đổi đồ. Hôm nay thì mình sẽ đổi hết những cái món đồ đó cho anh em xem luôn. Đó, thậm chí là khi mình đang điều khiển chiếc thuyền bay nha, là có mấy con cá mập nhỏ nhỏ nó bay về nó cắn, anh em nên đánh luôn. Tại vì khi mà tiêu diệt nó sẽ rơi ra những cái răng cũng dùng để đổi đồ. Nói chung trong quá trình mà anh em đang điều khiển thuyền, có cái con gì nó dí heo đánh anh em thì cứ tiêu diệt hết, mấy con đó đều có đồ. Hình như là cái con cá mập boss cũng có khả năng rơi ra một cái cây vũ khí, đó chính là cái neo anh em mà admin cho chúng ta xem chiêu lúc trước á. Cầm rất rất là ngầu luôn, nhưng mà phải hên nó mới rơi ra hay sao á. Mình đánh mấy con rồi chả thấy gì, nó cho toàn mấy con mắt của cá mập tùm lum anh. Đây nè, anh em thấy chưa, boss cá mập cấp 2000. Mình thì đang sử dụng chát rồng nha, tại vì xài những cái chát quỷ khác á mình dễ chết quá anh em ạ. Bị con cá mập này nó tiêu diệt mấy lần rồi nên rút kinh nghiệm, mình sử dụng cái trái rồng bay ở trên không cho nó an toàn. Đấy, mấy thanh niên bu đánh rất là nhiệt tình ở phía dưới, Phật tổ đồ các kiểu. Mình đứng phía trên xài chiêu xuống thôi. Đông người con cá mập boss cũng phải chết. 150k máu nha. À, nếu mà muốn tìm được cái con cá mập boss nè, thì anh em cứ đi ra sau cái đảo mới á. Nó sẽ có một cái vùng biển mà những cái tảng đá nó nổi lên á. Và sau khi anh em chạy vào cái khu vực đó, cái la bàn nó sẽ thay đổi và nó chỉ cho anh em cái khu nào là khu an toàn, khu nào là khu nguy hiểm. Anh em chạy vào khu nguy hiểm thì sẽ gặp mấy cái con cá mập dễ hơn, kiểu là như thế. Đó, tiêu gì được rồi nè. Mình được một cái con mắt của con cá mập, với lại cái vây cá mập đó anh em, chứ cũng chả có rơi vũ khí gì cả. Hên xui thôi. Ok, mới phát hiện ra con cá mập thứ hai. Lần này thì mình chuyển sang trái Phật tổ xuống chém luôn, chứ không có bay bay ở trên trời nữa anh em ạ. Bạn kia cũng xài Phật tổ kìa. Tính ra con cá mập mà hai người bu vô đánh nội đồng. Đó, anh em thấy nó xài chiêu ghê không? Cá mập mà có chiêu thức đồ các kiểu rất là kinh luôn. Con cá mập này nó thành tinh rồi anh em ơi, chứ không phải là cá mập bình thường nữa đâu. Mạnh lắm. Nó đánh mình còn có nửa cây máu luôn nè. Trời, chìm thuyền luôn anh em ơi. Hình như là hai con. Vậy thiệt, cái lúc cần á kiếm một con không thấy, còn lúc không cần ra lần hai con. Dạ rồi, còn có xíu máu. Toàn nha đem. Đúng rồi, bạn kia nhào vô đánh phụ nào. Nguy hiểm quá trời quá đất. Nó mạnh kinh khủng quá nè ạ. Còn gặp xung quanh có sấm sét đồ nữa chứ, rất là khó chịu luôn nha. Đánh cái con cá mập nè, cho dù anh em xài haki quan sát thì cũng không được. Nó mất haki quan sát ngay. Đó 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 đó, con còn dí vào mình nè. No. Rồi xong. Bay màu, không biết là có chạy ra kịp hay không nữa. Thanh niên nào mua chiếc thuyền dục giữa đường đây vậy? Đang có chiếc thuyền chỗ này nên là mình không có mua thuyền ra được. Trời tức kìa. Chiếc thuyền chắn đường. Ủa, không leo vô để chạy ra được luôn. Cây thế nhờ. Vậy sao mua thuyền ta? Chiếc thuyền này của ai vậy? Do là đang có một chiếc thuyền nằm chỗ này rồi, mình không có mua được nữa. Đứng đây cả buổi trời, chắc là hai con boss cá mập nó mất rồi, chạy ra kịp đâu anh em ạ. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã thấy được thêm một con cá mập rồi anh em ơi. Lần này rút kinh nghiệm không xài trái Phật tổ nữa đâu. Thôi thì cứ bay trên trời bắn chiêu xuống cho nó an toàn. Hồi nãy màu mè sử dụng Phật tổ làm chi, bị chết ngắt. Mấy con cá mập này nó mạnh lắm, Phật tổ cũng chịu không nổi đâu ạ. Với lại một phần là do lúc nãy có tới hai con cá mập mà người chơi ít, có hai ba người à. Còn bây giờ nhìn nè, một con cá mập mà 4-5 người bu vô đánh.
Lần này dễ. Sao nó không rớt ra vũ khí gì hết trơn ha. Có bạn chạy lại nữa kìa. Thôi cá mập to ngày hôm nay rồi anh em ơi. Ủa mà hình như hai con phải không? Có một con đang cắn chiếc thuyền nữa kìa, ngay chỗ bạn kia đánh á. Hai con. Trời nãy giờ mình cứ tính một con không á. Đó nó bơi ra kìa. Nhưng mà không sao, mình bay trên trời đâu có sợ nè. Ui, vừa mới nói xong hết năng lượng biến lại dạng người. Đó, một con cá mập đã hy sinh. Nhưng mà nó cũng không có rơi ra cái gì ngon nha. Giờ còn lại con nữa. Trời ơi nó mạnh. Chết rồi anh em ơi, bay lên. Nó quơ quơ mấy phát mình còn có xíu máu nè. Gặp hết ghép bồ nữa chứ. Ngon, hai con mình đều đủ đam hết nha. Nhưng mà nó chỉ rơi ra nguyên liệu đồ các kiểu thôi. Cái gì vậy? À hình như là còn mấy cái con cá mập thường đó nè em. Cái gì mà ầm đùng thế? Đó, mấy con cá mập nhỏ nhỏ hay sao á. Để mình bay lên thuyền cái. Ê, hình như con boss nữa. Ủa sao lắm boss vậy? Trời, hai ba con luôn á. Sau khoảng tầm vài tiếng đi săn cá mập đồ các kiểu, bây giờ nguyên liệu trong túi của mình cũng khá là nhiều rồi. Sẽ đi đổi đồ cho anh em xem nha. Cái vị trí đổi đồ nè, anh em sẽ thấy nó có 3 món lượng, nhưng mà hai cái món đầu tiên chúng ta phải đổi trước thì nó mới mở phá cái món thứ ba. Cái đầu tiên là cái cọng dây chuyền á, hồi nãy mình mới nhấp vào. Cái thứ hai là một cái bịt miệng hay sao á nè mọi. Ồ, mình còn thiếu cái cục vàng kìa. Mấy cái cục vàng đó là anh em đi đánh mấy chiếc thuyền hải tặc hết nha. Chẳng hạn như là anh em đang chạy thuyền á, có mấy chiếc thuyền hải tặc nó chạy lại đánh sẽ có. Hoặc là đánh thuyền ma cũng có luôn. Mình sẽ đổi cái đầu tiên cho anh em xem, là cái cọng dây chuyền. Nguyên liệu thì anh em cũng có thể thấy, cái vây con cá mập boss nè, với lại mấy cái răng của con cá mập nhỏ. Để mình chế tạo luôn, còn đi kiếm nguyên liệu chế cái món tiếp theo nữa. Vậy là xong rồi đó. Nói thiệt với anh em là nhìn mấy cái món phụ kiện này nó cũng không tới nỗi là đẹp lắm đâu. Anh em muốn thì có thể lấy đeo chơi chơi cũng được. Để mình coi còn thiếu gì đi lấy luôn. Thiếu vàng với lại răng của mấy con cá mập nhỏ nhỏ à. Cái này đơn giản đấy mà. Chứ nó mà thiếu đồ của con cá mập boss thì mới khó. Từ đầu thì mình đánh quá trời cá mập boss mà, nên là đồ nó sẽ dư. Sau khoảng tầm 10 phút thì mình đã kiếm đủ. Do là chỉ đi đánh thuyền hải tặc với lại đánh mấy cái con cá mập nhỏ nhỏ thì nó đơn giản rồi. Đây nè, vừa đủ để đổi luôn nha. Lắp ráp. Vậy là bây giờ đã mở phá cho chúng ta cái món đồ thứ ba. Nhấp vào cho anh em xem. Đấy, cái monitor này anh em, bình thường nó lóc nha. Mình phải chế tạo hai cái kia nó mới mở ra. Một cái neo. Ồ, lại thiếu cục vàng với lại răng của mấy con cá mập nhỏ nhỏ à. Trời, biết vậy mình kiếm nhiều nhiều tí nè ạ. Tại vì nó chưa có mở phá ra, mình không biết là nó cần cái đồ gì. Còn mắt của con cá mập boss thì mình có dư rồi, ba cái luôn. Còn cái mà 12/8 á, là đánh mấy cái con chuồn chuồn điện á nè ạ. Anh em chạy thiền á, nó bay sau lưng nó đẹt đẹt điện á. Sợ anh em chờ lâu á, nên là mình đợi gần đủ nguyên liệu rồi, quay clip cho anh em xem. Mà cái này đủ luôn chứ gần gì nữa anh em. Từ từ để mình vào trong túi. À sẵn tiện để mình nói luôn, có nhiều bạn nhìn vào cái món đồ thứ ba tưởng đâu đó là cái cây vũ khí neo thiền phải không? Nhưng thực chất hình như là không phải đâu. Hiện tại mình vẫn chưa biết cái đó dùng để làm gì. Còn cái cây vũ khí neo thiền á, thì anh em đánh cái con cá mập boss, nó hên xui rơi ra. Đang đứng cho anh em xem đồ thì có quái vật biển xuất hiện. Phải nói là cái khu này nhiều quái vật biển thật sự luôn. Cứ đi một khúc là gặp, đi một khúc là gặp anh em ạ. Rất nhiều. Anh em nào mà cần cày cắp hay là cày bê ly đồ cái kiểu á, cứ chạy thẳng vào cái khu này. Cái khu mà có mấy cái tảng đá này thấy không? Chỗ này thì là chỗ săn cá mập mà.
Tìm chả thấy cá mập đâu, toàn thấy quái vật biển. Coi bạn cứ cầm cái kiếm to thế. Cái lõi của trái Hito á, tới thời điểm bây giờ vẫn xài được, admin không fit anh em ạ. Bởi như thế mình mới nói đó là tính năng chứ không phải là lõi. Ok, về gặp con NPC đổi lấy cái Neo. Nhưng mà không phải là vũ khí, chỉ là một cái vật phẩm thôi. Đó, đủ luôn. Bây giờ chế tạo xong nha. Mình không biết cái này làm gì nữa. Mà thôi, từ từ mình sẽ nghiên cứu sau. Tập này chắc tới đây cũng được rồi. Hồi nãy giờ săn cá mập khá là mệt mỏi. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn mình sẽ quay clip cho anh em xem tiếp nha. Lần sau chắc là sử dụng trái voi. Mua rồi mà chưa có luyện chiêu cho anh em xem nữa. Bye anh em.